Cảm giác câu cá khổng lồ hôm nay là cảm giác đau tim mọi người ơi, đau tim thiệt luôn á, trời ơi. Ui, các bạn là vừa câu con cá này vừa hồi hộp không mọi người. Ui, con bạn câu lên được cá voi lên ruộng kìa, ra cần câu luôn rồi mọi người ơi, nhả giết cho mọi người câu cá khổng lồ luôn nha. Quà tặng hôm nay là con vương miện nè mọi người ơi, bạn nào thích thì bình luận phía bên dưới nha, điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh ha. Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Các bạn đã câu được cá khổng lồ chưa? Chưa thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mà lên nhiều bóng xấu để câu cá khổng lồ nha. Đầu tiên á thì các bạn vô trong cửa hàng nè, các bạn có thấy cái gì mới không? Hai loại mồi mới nha mọi người, đó là mồi cá thu nè. Và ở clip này á thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thời gian cũng như là vị trí 6 loại cá mới luôn nha mọi người, 6 loại cá khổng lồ mới luôn ha. Thì đầu tiên là mồi cá thu thì nó sẽ giúp cho mọi người tăng 100% xuất hiện cá khổng lồ nha. Các bạn phải cần có là vật liệu là cá thu nè, bột mì với lại là nước thì các bạn mua cho siêu thị nha. Thì điều kiện cá thu thì các bạn cũng hơi khó kiếm đúng không? Thì các bạn cũng có thể là mua trực tiếp nha, nhưng mà mua trực tiếp thì hơi bị tốn tiền các bạn ơi, phải mất 10 kim cương lận. Rồi cái mồi thứ hai này rẻ hơn nè mọi người. Cái mồi thứ hai này thì nó chỉ tăng 50% xuất hiện thôi, nhưng mà nó rẻ hơn, thì các bạn có thể là mua được trong siêu thị luôn ha. Nếu như bạn nào chưa biết câu bóng xấu cá khổng lồ mới thì mình có hướng dẫn ở cuối clip nha. Cũng rất là dễ câu thôi mọi người. Rồi nếu mà vào trong siêu thị rồi các bạn mua nguyên liệu thì các bạn mua bột ở đây nha. Đấy, ở đây có rất là nhiều bột luôn nè. Rồi vị trí mà mua bột tuồng là vị trí chỗ hồi bữa mua tôm đó mọi người, thì các bạn chạy tới đây để mà mua một ít bột tuồng nha. Thì các bạn mua số lượng lớn á, xong rồi các bạn chế tạo thì khả năng là các bạn sẽ chế tạo rất là nhiều luôn. Đây bột tuồng đây các bạn ơi. Quay 50 tiền 10 cái nguyên liệu này nha mọi người, 50 tiền 10 cái. Thì các bạn mua nhiều quá thì các bạn sẽ chế tạo nhiều. Rồi nước thì các bạn mua ở đây nha, đây chỗ này bán nước nè. Rồi sau khi có nguyên liệu rồi các bạn chạy tới để mà chế tác nha. Đây mình có thể là chế tác được cái bạch tuộc này nè mọi người. Rồi và chế tác được cái đây cá thu luôn. Rồi mình sẽ nhận hai cái mồi mới nha. Đấy, khi mà có mồi mới rồi các bạn sử dụng cũng rất là dễ thôi. Lấy cái cần câu ra ha và nhấn cái dấu cộng này nè. Đó thì các bạn sẽ trang bị mồi mới vô nha mọi người, tăng 100% xác suất xuất hiện cá khổng lồ này mọi người. Rồi cái mồi kia đâu ta, cái mồi bạch tuộc, mồi bạch tuộc thì tăng 50% xác suất xuất hiện cá khổng lồ ha. Rồi vị trí đầu tiên là con cá đầu bò nha mọi người ơi, cá voi đầu bò. Trời ơi, nói cá voi đầu bò giống chửi nó vậy ta. Ở đây thì các bạn có thể bắt con cá này bóng xấu nha, ở xa khơi khu nghỉ dưỡng mà biển sâu khu nghỉ dưỡng nha mọi người ơi. Rồi có nhiều bạn hỏi mình là ở biển sâu khu nghỉ dưỡng chỗ nào, rồi xa khơi là chỗ nào, thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người luôn nha. Thì ở biển sâu thì các bạn chạy tới chỗ tàu đắm nè, hoặc là chỗ đây dừng nè, thì các bạn có thể là câu ở chỗ đây là biển sâu rồi nha. Tàu đắm nè, hoặc là gần tới cái hố xanh nha mọi người. Còn các bạn mà đi qua hố xanh là cái xa khơi nha. Nếu như bạn nào muốn đi ra xa khơi thì các bạn chạy thiệt nhanh đó, chạy thẳng ra ngoài xa khơi luôn, thì nó qua hố xanh thì nó sẽ ra ngoài khơi luôn nha mọi người. Thì các bạn câu ở đây thì nó xuất hiện nhiều cá mới lắm luôn á, toàn là bóng xấu luôn các bạn ơi. Mà uống thuốc trợ tim nha, nhớ uống thuốc trợ tim nha mọi người. Tiếp theo nữa đó là con cá voi đầu cong nha mọi người. Thì con này các bạn chỉ có thể là bắt ở biển sâu khu nghỉ dưỡng thôi. Rồi ở đây thì có con cá voi siêu nha mọi người. Thì con này thì các bạn cũng sẽ bắt ở xa khơi khu nghỉ dưỡng luôn, với lại là biển sâu nha mọi người. Rồi cái con này là mọi người hôm nay là săn rất là nhiều để hoàn thành nhiệm vụ nè. Thì nó ở xa khu nghỉ dưỡng nha, và xuất hiện cả ngày luôn, xa khơi nha mọi người. Là các bạn chạy hết bản đồ luôn, chạy hết qua cái hố xanh luôn là nó xa khơi khu nghỉ dưỡng rồi đó các bạn. Cá mập khổng lồ Megalodon các bạn ơi. Thì con này nó cũng tương tự vị trí của con cá voi lưng rù ha, thì nó cũng xa khu nghỉ dưỡng luôn cả ngày. Rồi con thương long nha mọi người, con này thì nhìn giống như con cá sấu luôn á, trời đất ơi. Thì nó cũng xuất hiện tương tự như cá voi lưng rù, lại là cá mập Megalodon luôn nha mọi người, cả ngày luôn ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử nhân phẩm của mình để kiếm cái cần câu mỏi neo nha mọi người ơi. Đây mình sẽ thử nhân phẩm của mình ha, mình sẽ thử mở 10 hộp, 10 hộp nha mọi người. Rồi uầy, bóc thăm mỏi neo rồi mọi người. Thì bữa thì nhận hành cho cũng khá là lâu rồi, thì có bạn mở được cái mỏi neo luôn rồi các bạn. Thì mình hôm nay không biết ôi ra đôi dép các bạn ơi, không thì ra bộ đồ cũng được, ra bộ đồ cũng... ui cái mắt à, mắt bịt mắt cá à, ra bộ đồ cũng chứ. Ui hai cái luôn kìa. Ủa cái gì nữa đây, dép à, cái này mới là dép nè mọi người, dép mới ha. Ui dép, wow, ra tóc luôn các bạn ơi, hình như tóc VIP luôn ha. Cái tóc này là VIP sau cái cần mỏ neo nha mọi người. Ui xong ra cái cần mỏ neo cho mình và ra cái đầu tóc nhờ, đang cần cái cần câu mỏ neo lắm luôn đúng mọi người ơi, để mà câu cá khổng lồ.
Thì cái cần câu này á thì nó sẽ giúp mọi người xuất hiện các khổng lồ rất là nhiều. Ui, là mình chạy, là mình ra full bộ đồ luôn rồi mọi người. Áo thế nhờ. Thôi hai cái bộ đồ luôn, cần câu mỗi đêm không có mà ra bộ đồ chứ mọi người ơi. Rồi luôn, ra full đồ luôn mọi người. Áo chứ, mình có nên mở thêm một lần nữa không ta? Mình có mở thêm một lần đó mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ mặc cái bộ đồ cho mọi người xem nha. Đây, bộ đồ nè, mắt nè, mắt cá nè, rồi đôi dép nè, rồi đầu tóc nữa nè mọi người. Rồi, full rồi đấy. Wow, full luôn nhưng không có cần câu mọi người ơi. Có nên mở thêm một lần đó không các bạn? Mình cũng đang còn kim cương quá trời nè, mình sẽ mở thêm một lần nữa ha. Cái này chơi dần đúng lúc nha mọi người ơi, chơi nhiều quá không ra. Ui, ui. Mỏ đeo đi. Màu tím. Rồi ra bộ đồ nữa. Trời ơi, ba bộ đồ mọi người ơi. Ui, ra cái thảm à. Trời ơi, ra cái thảm mọi người, thảm đẹp ghê á. Wow. Ra cần câu luôn rồi mọi người ơi. Yeah. Hay quá, nhả dí cho mọi người. Nhả dí cho mọi người câu cá khổng lồ luôn nha. Wow, quá là xịn luôn nha mọi người. Ui, đèn ốc xà cừ nữa nè. Nhả dí cho mọi người, nhả dí cho mọi người nha. Tuyệt vời các bạn ơi. Ui, đây cho mọi người xem. Bỏ vô danh sách yêu thích liền ha. Rồi, thì cần câu này nó sẽ tăng cơ hội khi mà câu cá khổng lồ thì dễ câu hơn nha mọi người. 100% cơ hội thành công nè. 80% xác suất bắt thành công nha mọi người. Tăng 50% xuất hiện cá khổng lồ là nó tương đương với cái mồi mồi bạch tuộc rồi đó các bạn. Mình sử dụng thêm cái mồi bạch tuộc nữa là 100% luôn nha. 50% sức mạnh đó mọi người. Uầy, quá xịn mọi người ơi. Uầy, xịn thế mọi người ơi. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc clip này ở đây rồi. Mình sẽ đi test cần câu này cho mọi người xem nha. Những vị trí mình chia sẻ cho mọi người luôn ha. Rồi, bye bye các bạn, mình đừng quên cho xuống giúp mình một like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Bye bye. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Gamehayonline.com nhé. Rồi, để mà câu thử bóng 6 thì các bạn nhấp vô trong phần mồi nè. Các bạn trang bị cái mồi câu thử ra ha. Mồi này là mồi tập luyện nha mọi người. Thì các bạn phải đi ra ngoài xa khơi thì nó mới xuất hiện cái bóng 6 cho mọi người câu. Đấy, thì các bạn thả cái mồi xuống thì tự động bóng 6 nó sẽ xuất hiện nha. Thì cái này để luyện tập mọi người câu thôi chứ không có gì hết nha mọi người. Nếu như bạn nào chưa biết câu thì câu tập luyện cái này vài lần thì các bạn sẽ hiểu được cách câu mới ha. Đấy, đó, bóng 6 nó sẽ xuất hiện liền nha mọi người. Và khi mà nó ăn mồi thì các bạn phải nhấp liền nha. Câu bình thường nữa các bạn. Nhưng mà cái này nó có thêm một cái hiệu ứng mới nữa, đó là con cá nó kéo đi. Mà khi mà cái sóng ở trên đầu con cá nó tung tóe lên đó mọi người, thì các bạn phải lít liền đó. Phải lít liền nha. Phải nhắn vô cái giật cần liền nha mọi người, để cho nó khỏi chạy nha. Đấy, tập luyện nha mọi người. Đấy, tập luyện chứ. Bóng 5 mà lên, chắc bóng 6 mà lên, chắc uống thuốc trợ tim của mọi người. Đấy, nó mà lên liên tục, các bạn cứ nhắn liên tục ha. Wow.